Bà bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Trần Trung Chính, Trần Kim Tuyến, ông Trầm Hoàng Hảo. Kính dâng hương hồn các chiến sĩ tình báo của Việt Nam Cộng Hòa bị thảm sát bởi những tay sai của Việt Cộng nước dưới danh nghĩa, các lãnh tụ đảng phái chính trị và các lãnh tụ tôn giáo. Từ sau năm 2005, nhất là sau khi ông Phạm Xuân Ẩn qua đời, mỗi năm vào dịp 30 tháng 4, người ta lại đăng lại bài viết của ký giả Hoa Kỳ viết về ông, cùng một số bài viết của một số tác giả khác, người Việt Nam và có lẽ là phía bên thắng cuộc. Những người viết về ông Phạm Xuân Ẩn đã khéo tặng ông danh xưng người điệp viên hoàn hảo và nêu bật thành tích của ông là đã cứu thoát bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, vào lúc Sài Gòn đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, sắp sửa rơi vào vòng tay của bộ đội Cộng sản Bắc Việt. Những gì đã được viết ra trong quá khứ thì không sai, và cũng không có gì cường điệu so với sự thật, nhưng đó chỉ là hình ảnh của hiện tượng, mà không phải là chi tiết của bản chất trong mối liên hệ kỳ quặc của điệp viên nhị trùng Phạm Xuân Ẩn với ông trùm mật vụ Trần Kim Tuyến. Cả hai nhân vật Trần Kim Tuyến và Phạm Xuân Ẩn đều đã qua đời từ lâu, nhưng bác sĩ Trần Kim Tuyến kỳ bí hơn ông Phạm Xuân Ẩn, vì bác sĩ Trần Kim Tuyến không để lại bất cứ chứng từ nào về cuộc tham gia chính trị của cá nhân ông, cũng như chưa bao giờ có ký giả nào đến phỏng vấn hay quay phim về sự nghiệp của ông. Vì vậy, tất cả những sự kiện sắp sửa được nêu ra trong bài viết này đều là những lý đoán, cho nên độc giả nào đòi hỏi người viết phải đưa ra những văn bản hay hình ảnh để minh họa hay dẫn chứng các sự kiện đã nêu, thì người viết xin trả lời chung là impossible. Thời Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, chức vụ chính thức của bác sĩ Trần Kim Tuyến được bổ nhiệm là Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị. Tuy nhiên, không ai biết lương bổng hay nghi vệ của bác sĩ Tuyến như thế nào, lại càng không biết trách nhiệm vào phận sự của Sở Nghiên cứu Chính trị, mà bác sĩ Trần Kim Tuyến là giám đốc. Người ta cũng có thể dịch nhóm chữ mật vụ sang tiếng Anh là Secret Service, có nghĩa là dịch vụ bí mật. Tuy nhiên, theo thói quen sử dụng của người Mỹ, Secret Service chỉ giới hạn trong việc bảo vệ các yếu nhân của Hoa Kỳ. Trong khi đó, về phía người Việt, mật vụ có nghĩa là công an, lính kính, cảnh sát đặc biệt. Trong phạm vi rộng rãi hơn, mật vụ cũng có thể là phản gián, tình báo xâm nhập, an ninh, đặc vụ. Theo nhận xét của người Việt, Sở Nghiên cứu Chính trị là tiền thân của phủ đặc ủy Trung ương tình báo thời đệ nhị Cộng Hòa. Ta gọi bác sĩ Trần Kim Tuyến là nhân vật kỳ bí bậc nhất của Việt Nam Cộng Hòa vì những lý do sau đây. 1. Không ai biết rõ lý do nào bác sĩ Tuyến đã rời Sài Gòn từ 1962 để đi làm tổng lãnh sự tại Cairo, Egypt. 2. Sau 1 tháng 11 năm 1963, cũng không ai biết bác sĩ Tuyến trở lại Sài Gòn vào thời điểm nào. 3. Không thấy bác sĩ Tuyến thăm chính hay trở lại làm việc trong môi trường an ninh tình báo của Việt Nam Cộng Hòa. 4. Người ta đồn đoán là bác sĩ Tuyến làm việc cho CIA. Dễ hiểu là bác sĩ Tuyến không phải là tỷ phú, nên phải cần có phương tiện tài chính để hoạt động. 5. Việt Cộng có thói quen là bôi bác bêu xấu tất cả những lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa với những bài viết có văn phong của những tên viết mướn vô học và thiếu giáo dục, dù những kẻ viết mướn này đã thành danh hay chưa thành danh. Cứ xem những tài liệu mà bọn đàn em của Lê Duẩn và Lê Đức Anh công khai xuất bản để bêu ríu và hạ nhục Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì đủ tỏ bọn Việt Cộng sẽ hạ nhục các cấp lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Tuy nhiên, tôi không thấy bài viết nào đề cập đến bác sĩ Tuyến. Không phải bọn chúng sợ uy lực của ông. Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ thì uy lực bác sĩ Tuyến đâu có còn hiện hữu, mà là vì chúng không có bất cứ tài liệu về ông,
dù là những tài liệu của sở nghiên cứu chính trị hay của báo chí đề cập đến những thất bại hay thành công của ông. 6. Bác sĩ Tuyến vẫn ở Sài Gòn hoạt động tình báo, đã tiếp xúc một cách giới hạn với một số ít nhân vật có ảnh hưởng lớn về mặt quân sự và chính trị. Nhưng khi ông rời Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4 năm 75, phía bên Việt Cộng bị chấn động, cũng không ai hiểu tại sao bác sĩ Tuyến lại chọn Anh Quốc mà không phải là Hoa Kỳ, là nơi cư trú tị nạn. Và rồi ông sinh sống ra sao cho đến ngày lìa đời khoảng 1999, năm 2000, nghĩa là gần 25 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người viết không có tham vọng viết lịch sử hay bình luận về thân thế sự nghiệp của bác sĩ Trần Kim Tuyến. Do đó, trong tầm giới hạn của trí nhớ, tôi cố gắng phát họa những dữ kiện rời rạc, xuất xứ từ nhiều nguồn gốc khác nhau, để độc giả có thể mường tượng ra được những chiến công của chiến sĩ điệp báo Trần Kim Tuyến trong công cuộc đấu tranh gìn giữ sự sống còn của phần đất của người quốc gia trước sự xâm lăng bỉ ổi trắng trợn và tàn nhẫn của bọn Việt Cộng, được sự yểm trợ toàn diện của đế quốc Cộng sản. Năm 1959, tại Sài Gòn, học giả Hoàng Văn Chí đã xuất bản quyển sách với tựa đề Trăm hoa đua nở trên đất Bắc. Năm 1986, nhà báo Từ Nguyên phỏng vấn cụ Hoàng Văn Chí. Bài phỏng vấn này được in trong tập san Tự Do số 50, đề ngày 16 tháng 11 năm 1986 và phát hành tại Bỉ. Trích đoạn: Tôi làm việc một mình, tôi liên lạc được với một ủy viên trong ủy ban kiểm soát đình chiến. Họ đi Hà Nội như đi chợ, mỗi tuần họ cấp về Sài Gòn cho tôi tất cả báo chí xuất bản ở Hà Nội. Hết trích. Thực ra cụ Hoàng Văn Chí chỉ nói một phần sự thật, toàn vẹn của sự thật như sau. 1. Mạng lưới thu thập thông tin tình báo của Sở Nghiên cứu Chính trị do bác sĩ Trần Kim Tuyến lãnh đạo đã thu thập tất cả những báo chí xuất bản ở Hà Nội. 2. Ủy viên trong Ủy ban Kiểm soát Đình Chiến là Ấn Độ. Có một số nhân viên làm việc cho tình báo hải ngoại của Anh Quốc. Vì vậy, họ đi Sài Gòn ra Hà Nội như đi chợ. Nhân viên người Ấn Độ chỉ là người chuyển hàng chứ không phải là người đi thu thập sách báo in tại Hà Nội. Người Ấn Độ không đọc được tiếng Việt. 3. Người chuyển các sách báo in tại Hà Nội không giao hàng tại Sài Gòn, mà giao hàng tại Rangoon, thủ đô của Miến Điện. Khi những người Ấn quá cảnh tại Rangoon trước khi máy bay đáp xuống New Delhi, nhân viên của Sở Nghiên cứu Chính trị làm việc trong tòa đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Rangoon mới chuyển hàng từ Rangoon trở lại Sài Gòn. Nói như cụ Hoàng Văn Chí, hàng giao tại Sài Gòn làm sao tránh được những con mắt dòm ngó của Việt Cộng nằm vùng. Ba điểm mà tôi vừa nêu trên chứng tỏ bác sĩ Trần Kim Tuyến đã làm việc với tình báo hải ngoại của Anh Quốc từ 1955. Chúng ta nhớ lại rằng đích thân Tổng thống Eisenhower bổ nhiệm Đại tá Lansdale cầm đầu phái đoàn tình báo của Hoa Kỳ đi Sài Gòn vào năm 1953 để dọn đường cho một chính quyền được Mỹ bảo trợ nhằm thay thế chính quyền do người Pháp đã và đang khuynh đảo chính quyền miền Nam. Ông Lansdale không có tiếp xúc với chính giới miền Bắc và không đặt cơ sở hoạt động của CIA tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ngày 25 tháng 6 năm 54, thì giải pháp chia cắt đất nước đã được bàn tán vì chiến trường Điện Biên Phủ sắp đến hồi kết thúc với sự thắng lợi nghiêng về phía Việt Cộng. Rồi Hiệp định đình chiến giữa Pháp và Việt Minh được ký kết tại Geneva ngày 20 tháng 7 năm 54 với 300 ngày giao thời để nhân dân miền Bắc có quyền lựa chọn đi vào Nam hay ở lại miền Bắc. Đây chính là khoảng thời gian mà bác sĩ Trần Kim Tuyến cộng tác với Sở Tình báo Hải ngoại Anh Quốc để thiết lập mạng lưới tình báo nhằm dò la tin tức của Bắc Việt. Ngay sau khi liên danh John F. Kennedy và Lyndon B. Johnson đắc cử, các chính sách của Hoa Kỳ
bao gồm cả hai đảng Cộng sản và Đảng Dân Chủ, đến Sài Gòn đàm đạo với Tổng thống Ngô Đình Diệm, kín đáo đưa đề nghị Hoa Kỳ đem quân đội trực tiếp chiến đấu tại Việt Nam. Mọi người đều biết là Tổng thống Ngô Đình Diệm thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị này. Tình báo hải ngoại của Anh Quốc biết rõ mục tiêu của Hoa Kỳ là dùng quân lực Hoa Kỳ để tiêu diệt tiềm năng chiến tranh của Bắc Việt, và cũng biết rõ là Tổng thống Diệm không cho quân đội Hoa Kỳ vào Việt Nam, cho nên Hoa Kỳ chắc chắn đóng bỏ chướng ngại vật là anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu. Vì không có thế lực nào cản trở được ý định của Hoa Kỳ, nên cơ quan tình báo hải ngoại của Anh Quốc khuyến cáo bác sĩ Tuyến nên lấn mặt khỏi Việt Nam, vì nếu ở lại Sài Gòn, ở vào vị thế thân cận của ông, chắc chắn bác sĩ Tuyến sẽ bị giết. Đó là lý do bác sĩ Trần Kim Tuyến xin đi làm tổng lãnh sự tại Cairo và rời Sài Gòn từ 1962. Trước ngày 1 tháng 1 năm 1963, cả hơn một năm trời. Sau khi Trung tướng Nguyễn Khánh mở cuộc chỉnh lý vào ngày 31 tháng Giêng năm 64 để đạo chánh tướng Dương Văn Minh, bác sĩ Trần Kim Tuyến trở lại Sài Gòn và làm việc cho tình báo hải ngoại của Anh Quốc. Đành rằng vì sự quen biết trước nên bác sĩ Tuyến làm việc cho cơ quan tình báo hải ngoại của Anh, nhưng bác sĩ Tuyến không làm việc cho CIA vì nguyên nhân thầm kín sau đây. A. Làm việc với CIA thì phải trung thành với CIA, phải tuân thủ những kỷ luật của sếp CIA tại Sài Gòn. Trong khi làm việc cho cơ quan tình báo Anh Quốc, dĩ nhiên là phải trung thành, nhưng bác sĩ Tuyến được toàn quyền hành động, không chịu sự điều động cai quản của sếp nào cả. Cơ quan tình báo hải ngoại của Anh Quốc chỉ lấy tin tức chứ không nhúng tay vào các hoạt động chính trị của chính quyền Sài Gòn. B. Bác sĩ Trần Kim Tuyến muốn bảo vệ mạng lưới thâu nhận tin tức của riêng ông đã gầy dựng từ 1955 ở ngoài Bắc. Họ là những chiến sĩ chống cộng thật sự, nên họ trung thành với cá nhân của ông. Nếu bác sĩ Tuyến làm việc cho CIA, mạng sống của các chiến sĩ tình báo này, kể cả thân nhân trong gia đình, có thể bị lâm nguy vì CIA có thể bán họ, hầu đánh đổi lấy tù binh Mỹ đang bị giam tại Hỏa Lò Hà Nội. Tôi đoán chắc là bác sĩ Trần Kim Tuyến không làm việc cho CIA, vì nếu là nhân viên của CIA, ông và gia đình đã có tên trong danh sách di tản. Ngày 29 tháng 4 năm 75, điệp viên nhị trùng Phạm Xuân Ẩn phải đưa bác sĩ Tuyến lên phi cơ trực thăng của các nhà báo Mỹ. Theo như ông Phạm Xuân Ẩn kể lại, sáng ngày 29 tháng 4 năm 75, bác sĩ Tuyến được một thiếu tá mà bác sĩ Tuyến giới thiệu là người cháu chở tới văn phòng của ông nhờ ông đưa vào tòa lãnh sự Mỹ để di tản. Tôi nhận thấy có những điểm bất bình thường như sau. Một, bác sĩ Trần Kim Tuyến đến văn phòng ông Phạm Xuân Ẩn chỉ có một mình, có nghĩa là vợ con gia đình đã di tản trước rồi. Hai, ngày 29 tháng 4 năm 75 là hạn chót cho người Mỹ di tản. Trong khi đó, sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn trên sông Sài Gòn và Bến Bạch Đằng. Dẫn chứng qua cuộc điện đàm giữa Phó Đô đốc Trung Tấn Cang và Tổng thống Dương Văn Minh, Tướng Cang hỏi Tổng thống Dương Văn Minh có rời Sài Gòn hay không, để ông chờ đón tại Bến Bạch Đằng. Tổng thống Dương Văn Minh nói ông không thể bỏ Sài Gòn được, nhưng xin cho gia đình của con gái và người con rể là Đại tá Nguyễn Hồng Đài đi theo Hải quân Việt Nam rời Sài Gòn. Tướng Cang nghe lời đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh trên hệ thống phát thanh, ông chỉ thốt ra được ba chữ, thằng khốn nạn. Bác sĩ Trần Kim Tuyến có thừa sức di tản bằng các phương tiện khác, nhưng ông đến gặp ông Phạm Xuân Ẩn để nhờ vả, chỉ để test lại bài toán. Đó là nếu ông Phạm Xuân Ẩn trở mặt và không chịu giúp bác sĩ Tuyến rời khỏi Sài Gòn, thì Đao Thủ Phủ là viên thiếu tá mà bác sĩ Tuyến giới thiệu là cháu, sẽ hạ sát điệp viên nhị trùng ngay lập tức, rồi sau đó hai người sẽ xuống tàu rời Sài Gòn ngay. Tuy nhiên, ông Phạm Xuân Ẩn dù đứng khác chiến tuyến, nhưng thông cảm cho người bạn đang lâm vào thế kẹt, nên ông tận tình giúp. Cũng nhờ vậy,
tôi đoan chắc rằng chính lòng trắc ẩn có tình người của ông Phạm Xuân Ẩn đã giúp ông sống còn. Nếu không ngày 29 tháng 4 lại là ngày giỗ hàng năm của ông rồi còn đâu. Tôi cũng đoan chắc là khi ông Ẩn lái xe đưa bác sĩ Tuyến đến địa chỉ số 39 đường Gia Long, Đào Thủ Phủ vẫn lái xe gắn máy bám sát theo xe của ông Ẩn và chờ đến khi bác sĩ Tuyến lên được chiếc trực thăng, viên thiếu tá này mới trở về nhà của mình. Hiện nay chưa một ai xác nhận được lai lịch của vị thiếu tá đã chở bác sĩ Tuyến đến văn phòng của ông Ẩn. 3. Trước ngày Tổng thống Thiệu chịu trao quyền cho Tổng thống Trần Văn Hương, bác sĩ Tuyến đã mưu toan lật đổ Tổng thống Thiệu. Vậy lý do nào ngày 29 tháng 4 năm 75, bác sĩ Tuyến mới chịu rời Sài Gòn? Theo ý kiến của riêng tôi, bác sĩ Tuyến là vị chỉ huy có tinh thần trách nhiệm với thuộc cấp. Ông đã dùng uy tín của ông để đưa các nhân viên và gia đình của họ rời khỏi Sài Gòn bằng nhiều phương cách khác nhau. Đồng thời, ông cũng xóa các dấu vết trong mạng lưới tình báo của ông để Việt Cộng khi kiểm soát toàn thể Sài Gòn không thể mò tìm gây phiền toái và nguy hiểm cho những người vì nhiều lý do không thể rời khỏi Sài Gòn được. Bên ngành cảnh sát đặc biệt cũng có trường hợp tương tự. Trung tá Nguyễn Hữu Hải, nguyên phụ tá đặc biệt của chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia quân khu 2, khi di tản về tới Sài Gòn, thì các tướng Huỳnh Thái Tây, tướng Nguyễn Văn Giàu đã rời Việt Nam. Nhận thấy văn khố của cảnh sát đặc biệt vẫn còn nguyên, Trung tá Hải đã ra lệnh tiêu hủy, và ông là sĩ quan cao cấp nhất của ngành cảnh sát đặc biệt, đã bàn giao cho Việt Cộng tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia trên đường Võ Tánh tại Sài Gòn. Ghi nhớ, biện lý Triệu Quốc Mạnh, kẻ nằm vùng của Việt Cộng, được Tổng thống Dương Văn Minh bổ nhiệm làm giám đốc nha cảnh sát Đô Thành, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, chứ không phải được bổ nhiệm làm tư lệnh cảnh sát, nên Triệu Quốc Mạnh không biết gì về văn khố của cảnh sát đặc biệt. Trung tá Nguyễn Hữu Hải bị Việt Cộng trả thù bằng cách giam giữ ông tới 17 năm. Ông ra tù sau tướng Lê Minh Đảo và đưa thẳng sang Hoa Kỳ vào năm 1993. Tội của ông không được ghi trên văn bản, nhưng Việt Cộng giam giữ lâu vì ông ra lệnh phá hủy các văn kiện tối mật mà chúng muốn biết. 4. Sau khi bốc Trung tướng Trần Văn Đông và bác sĩ Trần Kim Tuyến rời khỏi Sài Gòn, chắc chắn chiếc trực thăng chỉ đủ xăng bay ra hạm đội 7, đổi phi cơ trên hàng không mẫu hạm. Nhưng tôi không rõ phi cơ chở hai vị bay sang Thái Lan hay bay vào căn cứ Clark trên đất Philippines. Chỉ biết rằng Trung tướng Trần Văn Đông thì đến Pháp định cư, còn bác sĩ Tuyến thì đến Anh định cư. Có lẽ cơ quan tình báo hải ngoại của Anh Quốc trả tiền về hưu cho bác sĩ Tuyến, nên ông dùng số tiền này mua một motel nhỏ để dưỡng già. Bác sĩ Tuyến vừa làm manager, vừa làm bồi phòng, vừa làm janitor, vừa đun nước sôi pha trà cho khách, giống như một cao thủ võ lâm rửa tay gác kiếm trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Trung Hoa. 5. Tôn Tử khi viết quyển Binh Pháp cách nay hơn 2.500 năm, trong chương Dụng Gián, ông có phân loại nhiều loại gián điệp, mà tự gián có nghĩa là gián điệp chỉ được dùng có một lần duy nhất. Tôi gọi bác sĩ Trần Kim Tuyến là ông trùm hoàn hảo, như tiêu đề bài viết này, vì sau khi giúp bác sĩ Tuyến rời khỏi Sài Gòn, điệp viên nhị trùng Phạm Xuân Ẩn đã bị bọn lãnh đạo có việc cộng nghi ngờ lòng trung thành. Chúng vinh thăng cho ông Ẩn từ đại tá lên thiếu tướng tình báo, nhưng cô lập và không cho tiếp xúc với bất kỳ ai, khiến ông bất mãn. Theo như tiết lộ của bà Irina trong tập bút ký Irina xuất bản hồi 1992 tại Hoa Kỳ, trước khi Liên Xô sụp đổ, bà Irina sang Việt Nam phỏng vấn ông Ẩn, vì bà là trưởng ban Việt ngữ của đài phát thanh Moscow. Ông chua chát nói, ông chỉ có làm tình và làm báo, chứ ông không có làm tình báo. Bác sĩ Trần Kim Tuyến đã đẩy điệp viên nhị trùng Phạm Xuân Ẩn trở thành tử gián, nghĩa là vô hiệu hóa khả năng làm tình báo của ông Ẩn sau năm 75. Bác sĩ Trần Kim Tuyến lìa đời trước ông Phạm Xuân Ẩn chừng non 10 năm, nhưng bác sĩ Tuyến ra đi với tấm lòng thanh thản. Trong khi đó,
Ông Phạm Xuân Ẩn lìa đời với tấm lòng buồn bực ấm ức. Chả thế mà trong di chúc, ông dặn lại con cháu, sau khi ông chết, xin đừng chôn chung với những người cộng sản. Đọc Tam Quốc Chí, đoạn nói về Khổng Minh bị Tư Mã Ý bao vây mà trong thành chỉ còn vài trăm quân lính. Khổng Minh liền cho mở cửa thành, ngồi ở cuối đường ngó thẳng vào thành, cầm quạt phe phẩy. Vậy mà Tư Mã Ý không dám tiến quân, rồi sau đó cho lui binh. Mao Tôn Cương bàn rằng, kế của Khổng Minh thành công vì Khổng Minh biết Tư Mã Ý là người suy tính cẩn thận. Một kế ấy sẽ trở nên thất bại. Nếu người vây thành là Trương Phi hay Hứa Chữ thì không xong, vì hai ông tướng nóng nảy này, cho dù biết có cả vạn binh phục kích đi nữa cũng không khe. Tương tự như vậy, chính vì quá hiểu biết tâm tư cộng tính tình của bọn lãnh tụ Việt Cộng, nên bác sĩ Tuyến mới triệt hạ được khả năng làm gián điệp hai mang của ông Phạm Xuân Ẩn. Xin gửi cả sự tâm phục lẫn khẩu phục đến bác sĩ Trần Kim Tuyến về tài năng và trí tuệ tuyệt vời của ông. San Jose, ngày 19 tháng 5 năm 2015, tác giả Trần Trung Chính. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.